Avezanh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay Avezanh. Xin chào tất cả các con, chào mừng các con đã quay lại với tiết học tập đọc ngày hôm nay. Với bạn nào chưa biết, cô tên là Phương và cô rất vui được đồng hành với các con trong hành trình chinh phục kiến thức tiếng Việt lớp 3. Các con biết không, chiến khu Việt Bắc là một chiến khu quan trọng trong thời kỳ giành độc lập và kháng chiến chống Pháp đấy. Chiến khu Việt Bắc thì trên hình ảnh gồm có 6 tỉnh sau, đó là Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang và Thái Nguyên. Nhà thơ Tố Hữu đã viết bài thơ Nhớ Việt Bắc khi kháng chiến thắng lợi. Nhà thơ cùng với cán bộ quay trở lại thủ đô, quay trở lại miền xuôi, thế nhưng lòng vẫn hướng về người và cảnh vật ở trên Việt Bắc. Ngày hôm nay, cô trò mình sẽ cùng nhau khám phá bài tập đọc Nhớ Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu. Giống như các tiết tập đọc khác thì tiết tập đọc ngày hôm nay cũng sẽ có 3 hoạt động. Hoạt động thứ nhất là luyện đọc đúng, hoạt động thứ hai tìm hiểu bài, và sau khi đã nắm vững được nội dung của bài, câu cô và các con sẽ cùng nhau chuyển sang hoạt động thứ ba, hoạt động luyện đọc hay. Bây giờ cô mời các con cùng cô bước vào hoạt động đầu tiên, hoạt động luyện đọc đúng. Giống như các tiết đọc khác thì tiết đọc này cô cũng sẽ đọc mẫu cho chúng mình lắng nghe một lần. Các con hãy chú ý nhìn vào sách giáo khoa và đọc thầm theo cô nhé. Nhớ Việt Bắc, ta về mình có nhớ ta, ta về ta nhớ những hoa cùng người, rừng xanh hoa chuối đỏ tươi, đèo cao nắng ánh, dao gài thắt lưng, ngày xuân mơ nở trắng rừng, nhớ người đan nón, chuốt từng sợi giang, ve kêu rừng phách đổ vàng, nhớ cô em gái hái măng một mình, rừng thu trăng rọi hòa bình, nhớ ai tiếng hát, ân tình thủy chung, nhớ khi giặc đến, giặc lùng, rừng cây núi đá, ta cùng đánh Tây, núi răng thành lũy sắt dày, rừng che bộ đội, rừng vây quân thù, mênh mông bốn mặt sương mù, đất trời ta cả, chiến khu một lòng. Vừa rồi các con đã lắng nghe cô đọc một lượt bài tập đọc Nhớ Việt Bắc. Trong bài tập đọc này có 3 từ khó mà các con cần phải chú ý khi đọc, đó là từ rừng phách, răng và thủy chung. Bây giờ cô mời các con cùng đọc lại thật to những từ này với cô nhé. Rừng phách, răng, thủy chung. Cô đố không biết bài thơ tập đọc này là viết theo thể thơ gì? À đúng rồi, đó chính là viết theo thể thơ lục bát các con ạ. Và khi đọc bài thơ lục bát thì chúng mình sẽ chú ý ngắt theo nhịp 2-4 hoặc là 2-2-4 hoặc là nhịp 4-4. Và các con lưu ý là chúng mình sẽ cần ngắt nhịp giữa các dòng thơ nhé. Qua cái phần đọc các từ khó và ngắt nhịp câu, cô mời các con cùng nhìn vào sách giáo khoa để với phần chú giải nghĩa các từ khó nhé. Từ đầu tiên sách giáo khoa đưa chúng mình đó là Việt Bắc. Như cô đã giới thiệu, Việt Bắc là chiến khu của ta trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập và kháng chiến chống thực dân Pháp. Việt Bắc gồm các tỉnh Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Hà Giang và Tuyên Quang. Từ thứ hai là đèo. Đèo có nghĩa là chỗ thấp và dễ vượt qua nhất trên đường đi núi. Từ thứ ba, giang. Giang là cây thuộc loại tre nứa này, thân dẻo, dùng để đan lát hoặc làm lạt buộc. Trên đây chính là hình ảnh của cây dạng giang các con ạ. Tiếp theo cô có phách. Phách là một loại thân cây gỗ, lá ngả sang màu vàng vào mùa hè. Và trên đây chính là cây phách. Hoa của cây phách thì sẽ thường có màu tím và chúng sẽ nở vào tầm tháng 8, 7 tháng 8. Tiếp theo cô từ ân tình. Ân tình thì có nghĩa là gì nhỉ? Là có ơn nghĩa này, tình cảm sâu nặng với nhau. Thủy chung có nghĩa là trước sau không thay đổi. Và như vậy cô trò mình sau phần giải nghĩa từ thì đã hoàn thành hoạt động đầu tiên, hoạt động luyện đọc đúng. Cô mời các con cùng cô bước sang hoạt động thứ hai, hoạt động tìm hiểu bài nhé. Đến với hoạt động tìm hiểu bài, câu hỏi đầu tiên mà cô dành cho chúng mình đó chính là câu hỏi người cán bộ về xuôi nhớ những gì ở Việt Bắc, và chỉ trong dòng thơ thứ hai thôi. Vậy bây giờ cô trò mình cùng nhau đọc dòng thơ thứ hai lên xem nó là gì nhá. Dòng thơ thứ hai như sau. Ta về, ta nhớ những hoa cùng người. À, trong bài thơ này thì tác giả Tố Hữu đã nói rằng là gì nhỉ? Nhớ hoa với cả nhớ người. Nhớ hoa ở đây liệu chỉ có đơn giản là nhớ những bông hoa của rừng phách không? Hay là còn ý nghĩa gì hơn?
À đúng rồi, nhớ hoa ở đây chúng mình sẽ cần hiểu rộng ra hơn, đó chính là nhớ toàn bộ cảnh thiên nhiên Việt Bắc. Thế còn nhớ người? Nhớ người ở đây chính là nhớ những con người ở chiến khu Việt Bắc đấy con ạ. Những con người thủy chung và một lòng cùng nhau chiến đấu. Vậy với câu hỏi này, cô trò mình sẽ trả lời như thế nào? Các con cùng nhìn xem. Đây chính là câu trả lời của cô. Người cán bộ về xuôi nhớ những hoa cùng người ở Việt Bắc. Nhớ hoa có nghĩa là nhớ cảnh vật thiên nhiên tươi đẹp của núi rừng Việt Bắc. Nhớ người chính là nhớ những con người ở Việt Bắc đã chăm chỉ làm ăn và một lòng một dạ thủy chung với cách mạng. Ở đây cách xưng hô của tác giả là ta với mình. Ta là chỉ những người về miền xuôi, tức là tác giả. Còn mình là chỉ những người ở trên Việt Bắc các con ạ. Cách xưng hô này khiến cả chúng ta cảm thấy là mối quan hệ giữa người miền xuôi và con người trên Việt Bắc rất là thân thiết với nhau đúng không? Cô trò mình cùng sang với câu hỏi thứ hai. Câu hỏi thứ hai như sau. Tìm các câu thơ cho thấy A. Việt Bắc rất đẹp và B. Việt Bắc đánh giặc rất giỏi. Cô trò mình sẽ đi lần lượt từng ý nhé. Ý đầu tiên chính là A. Việt Bắc rất đẹp. Bây giờ cô mời các con hãy cùng cô đọc lại bài thơ Việt Bắc và nhớ Việt Bắc và tìm cho cô những câu thơ nói rằng Việt Bắc rất đẹp nhé. Các con hãy tạm dừng đoạn video này và gạch chân cho cô dưới những câu chỉ Việt Bắc rất đẹp nào. Các con đã tìm ra những câu thơ cho thấy Việt Bắc rất đẹp chưa? Đó là những câu thơ nào nhỉ? Cô cho mình cùng xem nhé. Cô có câu thơ đầu tiên như sau. Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi. Câu thơ tiếp theo. Ngày xuân mơ nở trắng rừng. Ve kêu rừng phách đổ vàng. Và câu thơ cuối cùng chính là rừng thu trăng rọi hòa bình. Các con có thấy rằng cảnh vật Việt Bắc rất là đẹp đẽ và rực rỡ không? Chúng có màu xanh này, màu đỏ, màu trắng, màu vàng. Và các con biết không? Bốn câu thơ này đại diện cho bốn mùa đấy các con ạ. Câu thơ đầu tiên, rừng xanh hoa chuối đỏ tươi, nói về mùa đông đấy. Mùa đông trong cái lạnh giá của Việt Bắc thì bông hoa chuối nở đỏ rực khiến cho khung cảnh trở nên ấm áp hơn. Qua với mùa đông lạnh giá, chúng mình đến với ngày xuân có với nổi tiếng là hoa mơ nở trắng cả một khu rừng. Xuân qua hè tới. Hè tới thì nhắc đến hè chúng mình sẽ nhớ đến tiếng ve kêu đúng không nào? Và ở Việt Bắc cũng vậy. Mùa hè ở Việt Bắc thì đặc trưng với tiếng ve kêu, cùng với đó là khu rừng phách các con ạ. Và qua với mùa hè chúng mình đến với mùa thu êm dịu nhẹ nhàng với hình ảnh rừng thu trăng rọi hòa bình. Như vậy là cô và các con đã tìm ra bốn câu thơ cho thấy Việt Bắc rất đẹp. Thế còn những câu thơ cho thấy Việt Bắc đánh giặc rất giỏi thì sao? Các con sẽ tiếp tục đọc bài thơ và tìm cho cô những câu thơ cho thấy Việt Bắc đánh giặc giỏi nhé. À, các con đã tìm ra chưa? Và đó là những câu thơ nào? Chúng mình cùng nhìn xem nhé. Đó là câu thơ nhớ khi giặc đến giặc lùng, rừng cây núi đá ta cùng đánh Tây. Tiếp theo cô có câu thơ núi răng thành lũy sắt dày, rừng che bộ đội, rừng vây quân thù. À, hai câu thơ này cho chúng mình thấy là Việt Bắc đánh giặc giỏi, không chỉ là con người đánh giặc giỏi mà thiên nhiên cũng tham gia vào cuộc kháng chiến này phải không? Chúng mình có thể nhìn thấy là nhớ khi giặc đến giặc lùng này, rừng cây núi đá ta cùng đánh Tây, tức là ở đây con người. Ôi bạn dừng lại đi, mình không biết nói gì cả. Các con ạ, khi đọc hai câu thơ này thì chúng mình hiểu được rằng khi mà quân giặc đang săn lùng để tiêu diệt quân ta thì rừng núi đã là nơi quân ta chọn để ngụy trang và ẩn nấp. Màu áo xanh của bộ đội hòa chung với màu lá cây của rừng núi đã khiến cho núi rừng và lòng người hòa thành một khối sức mạnh to lớn để đánh đuổi quân địch đúng không nào? Núi đã trở thành một tấm khiên rất chắc chắn này, như sắt, như đồng để che chắn cho bộ đội này, giúp cho kẻ thù không thể vượt qua. Còn rừng cây thì lại rất dịu dàng bao bọc lấy quân đội kháng chiến. Có thể nói là núi rừng đã trở thành một vũ khí mạnh mẽ nhất để đánh đuổi, để cùng con người tiêu diệt và đánh bại kẻ thù đấy. Như vậy cô trò mình đã cùng nhau tìm được các câu thơ cho cả Việt Bắc rất đẹp và Việt Bắc đánh giặc rất giỏi. Các con ạ, bài thơ ngoài nhắc tới vẻ đẹp của thiên nhiên cùng với sự tài giỏi của núi rừng thì bài thơ cũng nói về vẻ đẹp của con người Việt Bắc đấy. Vậy các con hãy đọc cho cô và trả lời cho cô câu hỏi.
vẻ đẹp của người Việt Bắc thể hiện qua những câu thơ nào? À, cô gợi ý cho chúng mình là chúng mình hãy đọc lại khẩu thơ ở trang 115 để tìm cho cô những câu thơ thể hiện vẻ đẹp của người Việt Bắc nhé. Các con đã tìm được ra chưa? Và đó là những câu thơ nào, các con cùng xem nhé. Câu thơ nói về vẻ đẹp của người Việt Bắc là: đèo cao nắng ánh, dao gài thắt lưng, nhớ người đan nón, chuốt từng sợi giang, nhớ cô em gái, hái măng một mình. Và cuối cùng là câu thơ: nhớ ai tiếng hát, ân tình thủy chung. Các con ạ, bốn câu thơ về con người Việt Bắc đã được tác giả viết lên những viết bằng những nét có hồn nhất. Như vậy ta bắt gặp được hình ảnh của con người Việt Bắc rất là gì nhỉ? Chăm chỉ này. Đây chính là vẻ đẹp của lao động, vẻ đẹp cần mẫn phù hợp với khung cảnh thiên nhiên thơ mộng đúng không nào? Vẻ đẹp của con người quấn quýt với vẻ đẹp của thiên nhiên tạo nên một vẻ đẹp cuộc sống của trên Việt Bắc, dù đó là cuộc sống kháng chiến gian khổ nhất. Thế vậy, sau 3 câu hỏi thì cô đố các con biết nội dung chính của bài tập đọc này là gì? Vậy sau khi cùng cô tìm hiểu bài và trả lời 3 câu hỏi thì cô đố các con biết nội dung bài tập đọc ngày hôm nay là gì? À, nội dung bài tập đọc chính là ca ngợi vẻ đẹp của rừng núi Việt Bắc và sự dũng cảm của con người Việt Bắc khi đánh giặc. Như vậy con người và cùng với thiên nhiên đã hòa thành một cùng nhau kháng chiến chống giặc đấy các con ạ. Cô mời các con ghi lại cho cô những nội dung chính của bài tập đọc này vào vở nhé. Các con đã ghi xong chưa? Và với việc rút ra được nội dung chính của bài tập đọc thì cô trò mình đã cùng nhau hoàn thành hoạt động thứ hai, hoạt động tìm hiểu bài. Bây giờ cô mời các con cùng cô bước vào hoạt động thứ ba, hoạt động luyện đọc hay. Khi đến với hoạt động luyện đọc hay thì các con sẽ cần phải chú ý tới một điều, đó chính là giọng đọc của bài tập đọc này. Bài tập đọc sẽ có giọng hồi tưởng này, thiết tha và tình cảm. Ngoài ra thì các con cũng cần phải chú ý nhấn giọng vào những từ sau. Trên đây là những từ mà cô đã ghi để chúng mình thể gạch vào sách giáo khoa nhé. Đó là từ đỏ tươi, trắng, đổ vàng, răng thành lũy sắt dày, che, vây. Các con hãy dùng bút chì gạch vào sách giáo khoa những từ này cho cô, để khi chúng mình luyện đọc hay thì chúng mình sẽ nhớ là nhấn giọng vào những từ này. Bây giờ cô trò mình sẽ cùng nhau luyện đọc hay bài tập đọc nhớ Việt Bắc này nhé. Các con lắng nghe. Nhớ Việt Bắc. Ta về, mình có nhớ ta. Ta về, ta nhớ những hoa cùng người. Rừng xanh, hoa chuối đỏ tươi. Đèo cao nắng ánh, dao gài thắt lưng. Ngày xuân, mơ nở trắng rừng. Nhớ người đan nón, chuốt từng sợi giang. Ve kêu rừng phách đổ vàng. Nhớ cô em gái, hái măng một mình. Rừng thu trăng rọi hòa bình. Nhớ ai tiếng hát, ân tình thủy chung. Nhớ khi giặc đến, giặc lùng. Rừng cây núi đá, ta cùng đánh tây. Núi răng thành lũy sắt dày. Rừng che bộ đội, rừng vây quân thù. Mênh mông bốn mặt sương mù. Đất trời ta cả, chiến khu một lòng. Như vậy cô và các con đã cùng nhau luyện đọc hay bài tập đọc nhớ Việt Bắc. Khi về nhà thì các con sẽ cần phải ghi nhớ cho cô nội dung chính của bài tập đọc, cũng như là luyện đọc thật là nhiều bài thơ nhớ Việt Bắc để chúng mình đọc thật là hay và trôi chảy nhất nhé. Và đây cũng là hoạt động cuối cùng trong tiết học ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các con trong những tiết tập đọc lần sau. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.